Ơi, kính chào bà con. Buổi sáng hôm nay đi đến nhà dì Tư Chè cùng với chị Phương Linh. Đây là nhà của dì Tư Chè, đây là ngôi nhà nhỏ dì thuê á, dì Tư. Dạ thuê Dạ, dì thuê tháng nhiêu? tháng 700. Rồi, như vậy ha. Hôm Dạ nay chị Phương Linh có được một mạnh thường quân dạ thì gửi cho dì số tiền dạ mà chị Phương Linh thì nói dạ cảm ơn chưa Tư. chưa. Con là Phương Linh Mỹ Tho, Dạ thì vừa rồi con với dạ em Quỳnh Chí Hiếu có tới dạ quay cái có đoạn video của dì Tư đó, dạ thì con đăng lên. dạ Thì hôm nay thì con nhận được là cái số tiền là 4 triệu dạ của em Ngọc Trương Ngọc Quỳnh. dạ Trương Ngọc Quỳnh thì Trương Ngọc Quỳnh cũng chia sẻ bên bên bển á. Trương Ngọc Quỳnh là cháu của dì Ba Sâm á, dạ biết ở bên Chợ Cũ á. dạ biết Thì bữa nay con sau khi chia tiền ra rồi thì còn lại 1.030.000. dạ Bé Quỳnh kêu con đem xuống bé Ngọc á, dạ kêu con đem xuống để tặng cho dì Tư dạ là 1.030.000. dạ Quỳnh ơi, Ngọc ơi, lại Linh gửi về Tư 1.030.000 là hết cái phần tiền 4 triệu con gửi cho Linh đó nha con. Rồi Linh cảm ơn con rất là nhiều. Chị Tư À, gì cũng nói cảm với ơn. Ngọc kìa. Ngọc, chị Tư cũng cảm ơn Ngọc nha Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Dạ Con cũng hy vọng là sau cái video này con đăng lên thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm, người ta biết tới hoàn cảnh dì Tư á, thì người ta giúp dì Tư thì con cũng sẽ nhận rồi sẽ đem trở lại. Đó, hôm nay là ngày 19 tây tháng 10 năm 2020. Con nói ngày tháng tại vì Ngọc nó gửi con cũng nhiều đợt á, dạ cho nên con nói cho nó rõ ràng. Dạ, chúc dì Tư khỏe ha. dạ Dạ. cũng nhờ thành viên cộng đồng và chia sẻ mới đi từng lúc và nhắc thì được á, chứ nó thôi nằm chờ ơi nó đau hai cái đầu gối. Ở này thì cũng có tiền rồi, cái đi chích thuốc rồi kia chích nọ thuốc, đỡ uống ha. thuốc rồi rồi mới đi cà nhắc ở trong nhà Dạ. chứ để nằm hoài chịu không nổi. Rồi thôi Linh cảm ơn Ngọc nhiều nha con. Chúc con cùng các nhà hảo tâm luôn vui vẻ an lành nhà hạnh phúc. Rồi, xin tạm biệt, kết thúc.